Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng mới đây cũng đã đề nghị Sở Y tế thành phố hướng dẫn các đơn vị thống nhất việc sử dụng thuốc kháng virus COVID-19, đưa ra thời gian và tiêu chuẩn ra viện cho người mắc COVID-19, rút ngắn nhất có thể ngày ra viện của F0, phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện thanh toán chi phí điều trị. Trước đó, theo quyết định số 4689 của Bộ Y tế, tiêu chuẩn xuất viện đối với các trường hợp có triệu chứng lâm sàng được ra viện khi đủ các điều kiện, được cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tối thiểu 14 ngày. Các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên, có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp vào trước ngày ra viện.